Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video MiniWorld mới trên kênh YouTube của mình, cùng với bộ ba siêu nhân. Ta-da, yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè mình lại tiếp tục quay trở lại làm bộ ba siêu nhân cho anh em xem này nè. Đó, thì anh em có thấy thích bộ ba siêu nhân không nào? Nếu như bạn nào thấy thích bộ ba siêu nhân thì anh em đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ mình nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Mr. Vịt Timmy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Thì hôm nay nè bạn ơi, bạn đang thấy nè là hiện tại là bộ ba gọi là siêu nhân của mình anh em ơi, bọn mình đang gọi là ra ngoài trời để hóng mát mấy bạn ơi. Mấy bạn biết vì sao không? Là bởi vì dạo gần đây á, trong làng Hero Team không xuất hiện con quái vật nào cả, cho nên bọn mình đang rất là gọi là thoải mái luôn bạn ơi, tha hồ và vui chơi, đúng không Timmy, đúng không? Sao ngày nào nó ngủ như con heo vậy? Ê anh ơi, sao Timmy ngày nào nó cũng ngủ hết vậy anh? Giờ bọn mình ra ngoài mình đi chơi nó cũng ngủ nữa. Timmy, dậy, dậy. Ủa gì à? Trời ơi là trời các bạn này. Lâu lâu tôi mới dẫn bà ra ngoài đây để chúng ta cùng nhau ngắm cảnh, chúng ta cùng nhau gọi là hóng gió. Vậy mà bà tiên không mà đây bà ngủ là sao hả? Bà ngủ là sao? Giờ lại ông sai lầm mà nó không nghe nè. Vậy 2 năm trời mình ở cái làng này rồi, không sao cái quan cảnh gì mà để ngắm nữa, ra đây để ngủ thôi chứ để làm cái gì? Tào lao bà coi nè, làng Hero Team mình bây giờ nè, coi nè, thấy không? Có quá trời hoa nè, quá trời cây cỏ kiểu nè, chỗ này có nguyên một cái cây táo là đẹp ơi là đẹp nè, thấy không? Bởi vậy á cho nên tôi mới nói bà nè, làng Hero Team chúng ta bây giờ có thể nói là một ngôi làng rất là yên bình luôn á nha. Cái gì? Trời ơi cái gì vậy trời, bởi đầu tôi luôn rồi trời ơi. Ủa có chuyện gì vậy? Ủa? Hay quá trời quá đất. Ủa? Phong con khùng nào mà tự nhiên ban ngày ban mặt nó mặc cái đồ gì kỳ cục nó đứng trên nóc nhà vậy? Ừ em không biết nữa, tự nhiên không ban ngày ban mặt mà tự nhiên có một cái bà nào đó trời nóng ơi là nóng luôn, leo lên trên nóc nhà đứng ở trên đó rồi cười khụ khụ như bà điên vậy đó. Mấy người còn nói cái gì vậy? Ê tôi là một bà điên. Ê lộ nhầm. Tôi là một bà điên đó, tôi có phép thuật này, có gậy phép thuật này nhìn thấy không? Trời ơi Vịt ơi, có cái con khùng nào nó mặc đồ cosplay không, nó cầm cây kẹo nó nhận mình là bà điên. Ha kẹo mà. Em nói anh nghe nè, nhiều khi á cái ngôi làng chúng ta xuất hiện nhiều quái vật quá cho nên bà này bà thấy bà sợ quá cho nên bà bị khùng luôn ấy anh. Thôi trời, bị phóng xuống rồi coi đứng trên đấy nó chịu bất lịch sự xuống coi. Đúng rồi, bất lịch sự. Xuống đây coi. Ba quân là phải xuất hiện làm phía trên cao, không thể làm mà hạ đẳng giống như cái đứa ở dưới đó. Á đủ, nó bảo mình hạ đẳng cái không? Ở kia mình hạ đẳng kìa, cái bà này láo thiệt. Ơ Vịt đợi em xíu, để em giờ em lấy cây súng, em bắn bà rụng xuống đất luôn. 1 hour later. Kỳ này bà chết tôi rồi, bà dám kêu ai là hạ đẳng hả? Hạ đẳng nè. Rồi. Không phải một mình đây có súng nhạc, đây cũng có súng nhạc nghe lên. À đù. Từ ấy lớn giờ anh nghe câu chuyện trong truyền thuyết cổ tích thì anh chưa thấy bà tiên nào cầm đại bác bắn người luôn á. Từ nhỏ giờ em chưa bao giờ thấy một bà tiên nào mà dùng đại bác để bắn người luôn anh. Ơi, cái bà kia, xuống đây nhanh lên, xuống đây. Xuống đây đi. Từ từ kiểu gì kiểu xuống thì xuống nhưng vẫn phải đứng trên cao. Mà cái bà kia, tôi hỏi bà nè, ủa bà tại sao bà lại tự nhận bà là bà tiên? Bộ bà là bà tiên thiệt á hả? Chứ sao nữa, không phải bà tiên thiệt chứ sao lại là bà tiên giả? Ê mọi người, em nói mọi người nghe nè, từ trước giờ nha, em chưa từng thấy một bà tiên nào mà nhìn xấu vậy luôn á, trời ơi là trời, xấu như heo vậy đó. Bảo ai là xấu như heo, cái thằng này láo thật sự. Nhìn đây, nhìn phép đây này. Trời ơi sợ quá. Trời, cái gì vậy? Trời cái gì vậy? Ủa mọi người ơi, chết mình rồi, mình bị cái bà này bà biến mình thành con heo rồi bạn ơi, chết mình rồi. Trời, không chịu đâu. Ôi bà thôi mà, xin lỗi mà bà tiên xinh đẹp ơi, bà tiên đáng yêu ơi, làm ơn đi, tha cho con lần này đi bà tiên, con hứa con không chọc bà nữa đâu bà, làm ơn đi bà. Thôi được rồi, thấy nó cũng có vẻ là khá là cố gắng, thôi được rồi, biến lại hô biết. Ô mấy bạn ơi, mình đã biến là thành người nè, trời ơi trời, may quá, mình đã trở thành Phong Cận đẹp trai như hồi nào nữa rồi. Ôi trời ơi mọi người ơi, mọi người em nói mọi người nghe nè, hình như bà này là bà tiên thiệt rồi anh em ơi, hình như không phải giả đâu mọi người ơi. Tôi cũng nghĩ vậy á, bà không phải là bà điên đâu, bà là bà tiên á. Ừ tôi cũng nghĩ vậy á, trời ơi hồi nãy bọn mình chọc bả nhiều quá chi, rồi bả rồi tí nữa bả giận bọn mình, bả biến bọn mình thành ba con heo mập ú luôn á là xong luôn á. Ủa mà trời ơi, anh không thấy là này làm con hươu bên nào đâu. Thôi đúng rồi, bọn mình không muốn bị biến thành heo đâu, cho nên là bây giờ em nói Vịt nghe nè, bây giờ bọn mình hãy khen bả đi, bọn mình khen là bà tiên ơi bà xinh đẹp quá để bả cho mình điều ước, hiểu không? Đó. Đúng khen. Đúng rồi. Ok. Bà tiên xinh đẹp ơi, bà tiên xinh đẹp. Ôi từ nãy giờ Từ nãy đến giờ bọn con cứ như là có mắt mà không, cái gì ta gọi là sao ta, có mắt như mù. Bọn con có mắt như mù, bọn con không biết bà là bà tiên thiệt, cho nên là bọn con xin lỗi bà rất là nhiều. Bà có thể nào mà cho bọn con xin mấy điều ước được không bà? Mấy điều ước lạnh cơ hả? Xin gì mà làm thế tham? Đúng rồi, bà cho con cỡ 100 điều ước thôi, con chỉ cần nhiêu nhiêu đó, không cần nhiều đâu. Cái gì mà tham dữ vậy Phong? Một điều là đủ rồi. Ủa gì vậy? Đúng rồi, ok. Bà Tiên ơi, con coi ở trong phim á, con thấy người ta hay cho là 3 điều ước á, bà Tiên cho con được 3 điều ước được không? 3 điều ước à? Đúng rồi. 3 điều ước, mỗi đứa 1 điều ước được chưa? À, được. Ôi, thôi mọi người ơi, vậy là bây giờ Hero Team, không nhầm, bộ ba siêu nhân bọn mình mỗi người được 1 điều ước các bạn ơi. Sướng nha, sướng nha. Tôi ước trước nha. Ok, Timmy ước trước đi, Timmy hãy ước đi. Bà Tiên ơi, con là một con người gọi là con ước nhẹ nhẹ sương đây. Con ước là con có thiệt là nhiều đồ ăn ngon ơi là ngon. Trời ơi, tưởng gì chứ cái điều ước đồ ăn là đơn giản như này. Có một cái gọi là thứ chuyên dụng để biến ra đồ ăn luôn nhìn nè. Ý hô bếp. Ôi Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, các bạn ơi, bạn coi kìa. Cái gì mà bánh kem mà bay trên trời luôn vậy? Trời ơi, dịch đây Phong ơi, chết trong đồ bộ anh em Phong ơi. Dịch đây, trời ơi, rồi xong dịch ngập thở ơi. Để em cứu dịch. Ôi ôi, trời ơi mấy bạn ơi, bạn coi nè, một cảnh tượng mà mình chưa bao giờ nhìn thấy mấy bạn ơi, quá trời bánh kem luôn. Trời ơi, Timmy ơi, kỳ này Timmy ăn đã luôn á Timmy. Trời bái, nó ăn mà nó không ngừng tay luôn Phong. Em thấy nó ăn như heo luôn anh. Phong ơi. Gì? Sao tôi thấy cứng cái bụng Phong ơi. Ui. Trời ơi, bà ăn nhiều quá sao? Bà Tiên bà vừa biến ra bánh kem cái bà ăn quá trời luôn. Không, nhưng mà sao tôi thấy nó cái gì nó kỳ kỳ sao á Phong ơi. Lạ lắm, không tin ông ăn thử hay không, ông hỏi bà Tiên coi sao tôi thấy nó kỳ quá vậy nè. Ai da, chết tôi rồi. Cái gì? Bà bị đau bụng hả? Ủa kỳ vậy? Tiên ăn bánh kem bà Tiên cho mày bị đau bụng là sao? Ơi bà Tiên, tại sao bạn của con ăn bánh kem lại bị đau bụng là sao? Đau bụng hả? Ở bình thường mà có, trời bánh này cứ để khoảng 3-4 năm chứ nhiều. Cái gì? Trời ơi mấy bạn ơi, bánh kem mà để 3-4 năm là nó bị thiêu luôn rồi, làm sao mà ăn được nữa. Rồi xong Timmy ơi, tôi nghĩ rằng bây giờ bà đang rất cần cái toilet. Tôi cũng muốn nói vậy đó, ông mạnh giỏi nha. Rồi xong Timmy chạy vô toilet rồi. Nhanh lên Timmy, coi chừng vãi ra nhà đó. Vậy đây. Tính ra Timmy nó cầu ước được bánh kem xong nó ăn nhầm bánh kem thiêu anh ơi. Trời ơi là trời. Tin là cái bánh kem mà để 4 năm trời. Rồi bây giờ nó cứ như vậy sao ăn hết trời. Thôi kệ đi anh, cái đống bánh kem này mình bỏ qua đi. Ok, bà Tiên qua đây. Qua bên đây cho nó rộng rãi, qua bên đây. Ok, bây giờ thì Timmy đã ước xong rồi nè. Bây giờ em nghĩ rằng là đến lượt anh Dịch đi, anh Dịch ước đi. Bây giờ anh Dịch thì thử ước cái gì đó đi anh. Thôi, tưởng gì chứ, giờ cho xin ước dễ nè, nghe nè. Thôi bà Tiên ơi, tưởng là nguyên cái làng Hero Team này á, đứa nào nó cũng có thú để nuôi á. Nào là bé Cam nè, nào là bé Mưa nè, nào là bé Chi nè, mà Mr. Vịt thì chả có bé đâu hết. Bây giờ con chỉ muốn là bà Tiên cho Mr. Vịt một cái con bé gì đấy để nuôi, mà không phải cho một con. Mất câu ước rồi, cho 100 con bé để nuôi luôn, con bé gì được hết á. Trời ơi mấy bạn ơi, anh Dịch tham lam mấy bạn ơi. Anh Dịch xin được nuôi thú cưng mà anh Dịch xin 100 con luôn. Ủa mà khoan, anh Dịch tính nuôi con gì ta, để mình xem thử nha. Rồi đơn giản 100 con đúng không? Trời, đúng rồi. Nhìn nó là anh chuẩn bị có 100 thú cưng. Ok. Rồi, nào 2, 3, vô. Ok. Ủa ba Hồ Biến sao không thấy gì hết Dịch? Lại cái này bị lỗi. Ây da, đau quá trời ơi là trời. Mấy bạn ơi, hồi mấy bạn ơi, cái bà này mình thấy bà sao bạn ơi, tự nhiên không mình ước có thú cưng cái bà biến ra một đống trứng nổ luôn. Trời ơi là trời. Ủa mà khoan, anh Dịch đâu rồi? Về đây. Ủa cái gì? Về đây. Cái gì? Ủa trời, anh Dịch bị chôn xuống dưới đất luôn rồi trời. Đây em cứu anh nè. Trời đất ơi, nó nổ cái mà nó lắm cái hố mà anh chui xuống dưới đáy lòng đất như kiểu 9 tầng địa ngục luôn á trời. Trời ơi là trời. Ôi vậy đây, em nói anh nghe nè, cái bà này bà đáng sợ quá anh ơi. Em nghĩ bà này không phải là bà Tiên đâu, em nghĩ bà này bả là bà điên thì có, chứ bà Tiên cái gì. Thôi Phong ơi, bây giờ anh nói mà, trời đời anh chưa ước cái gì bao giờ. Đây là lần đầu tiên anh ước và cũng là lần cuối cùng anh ước luôn. Thôi giờ anh không biết là bà điên hay bà tiên gì hết á. Bây giờ anh nhường em hết, em muốn ước cái gì thì ước. Anh đi trốn đấy. Chứ là làng có cái con bà đi điên này là sao anh không ước. Anh đi đây Phong ơi, anh không cần nhu cầu nuôi thú gì đâu. Trời ơi, trời nuôi thú gì một cái đây. Gì đây. Hay quá trời ơi. Trời ơi mấy bạn ơi, mình thấy bắt đầu sợ cái bà này rồi đó. Ừ mà thôi, không sao, mình vẫn còn một điều ước để mình ước thử coi, hy vọng lần này mình sẽ được thành hiện thực chứ không có giống như Vịt với lại Timmy. Ok, lại nha. Hay, bây giờ nè, bà điên ơi, bà tiên ơi, bà tiên. Bây giờ con muốn có một điều ước là con muốn ước là con có thể có được một con thú cưỡi thật là đẹp. Từ trước giờ con thấy là mọi người trong team ai cũng có thú cưỡi đẹp ơi là đẹp hết. Với lại nghe đâu là hình như là nó mới ra con thú cưỡi gì mà thú cưỡi thì con rồng á, mọi người biết con rồng không? Đó, cho nên là bây giờ mình muốn có con rồng mấy bạn ơi. Bà tiên, bà có thể nào cho con một con rồng được không? Con rồng á hả? Đúng rồi, con rồng á. À, cái này khó nè, nhưng mà không sao, tao vẫn làm được. Chuẩn bị ra. Ok. Trời ơi bạn ơi, coi nè, con rồng xuất hiện thiệt kìa nè các bạn ơi. Wow, trời ơi, xịn quá giờ. Đâu, từ từ mình leo thử coi. Ủa bà Tiên, con có cưỡi được không? Tất nhiên là được rồi, vì nó là thú cưỡi của ngươi mà. Ok, được rồi. Để mình cưỡi thử nha các bạn nha. Mấy bạn ơi, bạn coi nè, mình đang cưỡi trên người con rồng nè bạn ơi. Wow, vậy là mình đã có được rồng rồi. Để ta nói cho biết này, nó còn biết khe lửa nữa đấy. Hả, cái gì biết khe lửa nữa hả? Đâu khe lửa coi. Khe lửa coi. Wow, nó khe lửa kìa bạn ơi, bạn coi lại nè. Húi. Sao? Ủa vậy sao tàn khói vậy? Rồng có giới hạn, ơi. Bao giờ còn đốn lửa chết đầu thì lúc đấy khe được. À ok hả, trời ơi, hàng vậy nó khè tàn ra khói không bạn ơi. Ok không sao. Hồi nãy mấy bạn thấy không? Nó mới phun lửa kìa bạn ơi. Wow, xịn quá à. Trời ơi, đúng là rồng cực xịn nha. Ok, cảm ơn bà Tiên rất là nhiều. Con đi đây, cảm ơn bà Tiên. Trời ơi, đảo đó bạn ơi. Yeah. Để mình khoan, mình phải bay thử chứ để coi coi. Bay được các bạn ơi, bạn coi nè. Trời ơi, bay được các bạn ơi. Wow, xịn dữ. Ok bạn ơi, thì hiện tại nè, mình đã xin bà Tiên cho mình được một con rồng nè các bạn ơi. Đó, bạn thấy ghê chưa? Và các bạn có thấy thích con rồng này không? Và các bạn có thấy thích cái bà Tiên này không? Nếu các bạn thích bà Tiên này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của anh Mr. Vịt Timmy TV cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì mình đi cưỡi rồng đây. Bye bye mọi người. I love you. Bye bye. Yêu anh em phải rồi, tạm biệt.